Yo, hello anh em, chào mừng anh em đến với channel của mình là TK. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với con game sinh tồn có tên là The Forest. Và như ở phần trước thì tôi đã tìm được cái map, và do mẹ cái sự ngu dốt của tôi thì tôi đã xóa mẹ cái file save đây rồi, và bây giờ lại phải chơi lại từ đầu đây. Và ok, có vẻ như là chơi lại từ đầu thì cũng khá là mất thời gian, cho nên là tôi sẽ qua cái đoạn này cho đến cái hang mà chúng ta đã tìm map ở phần 1. Rồi và cuối cùng chúng ta cũng đã đến cái hang này, và cái khoảng thời gian chiến đấu thì tôi đã quên mất không quay clip lại. Và đây anh em thấy đây, mẹ đông chưa? Một này. Và cái khoảnh khắc tôi chiến đấu thì đã chiến đấu với gần này thổ dân đây. Vãi cả nồi vừa mới vào. Một này, hai này, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, 11, 12, 13, 14 cái xác. Uầy, nhưng mà vừa mới vào là tôi đã phải chiến đấu với 14 con thổ dân ở trong game, thật là vãi nồi. Và đây, và bây giờ tôi sẽ kêu sống bọn này, chế lấy cái giáp. Chỉ cần hết stick rồi. Bây giờ tôi sẽ đốt hết xác bọn này để lấy xương chế giáp. Trời ơi, 14 thằng pha đấy, mẹ tiếc thật. Mẹ đáng nhẽ phải quay lại cho anh em xem cái quả chiến đấu với 14 thằng thổ dân vãi cả nồi. Mẹ đó, mẹ đông dễ sợ luôn. Mẹ vừa giết một đàn này, đàn sau nó lại ra, nó lại lao đến, nó giết, nó đánh mình. Ủa, mẹ thấy mẹ luôn. Nhiều xương quá, nhiều xương quá, nhiều xương quá, nhiều xương quá. Trời ơi, phun xương luôn, tha hồ mà chế giáp nha. Phê chưa, phê chưa. Xương nó nổ liên tục kìa. Rồi, tiếp tục. Úi xổ ôi, xương. Đấy lơ. Đây, 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 đây. Vừa nói xong lại có con đến rồi. Rồi, lại đến cống xương cho mình chứ có làm gì được đâu. Bọn này yếu không ấy mà. Bọn này chỉ là mấy con quái vớ vẩn thôi. Ôi, nhiều xương quá. Nhớ cửa vải không, vừa vào phát đã chế được đống giáp này. Phê 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 phê. Chế chắc kiểu này chắc chế sạch vải luôn á. Bao nhiêu rồi? 10 cái giáp rồi. Chơi đủ. Mẹ quả bá đạo thật. Rồi, xếp cái đã. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xuống hang đây. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem là trong hang này có cái gì, tiếp tục nào. Ở phần trước thì tôi đã tìm được cái map đây. Ở phần 1 thì tôi đã tìm được cái hang map này đây. Giờ chúng ta cần cái map này để đi khám phá hang. Let's go. What was... À, thôi bỏ đi. Try run thì đéo, đéo đọc được đâu. Mẹ tiếng Anh tôi ngu lắm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng vào trong xem nào. Ôi, nhìn cái rác này. Mẹ, gì đây? Mẹ, thịt người à. Ôi, kinh vãi cả nồi. Tối, what the fuck, man. Mẹ. Uầy, mẹ vừa vào đã gặp anh rồi, mặc cái giáp cái đã. Thời điểm chiến đấu là chúng ta phải mặc giáp vào. Quá nhiều giáp để cho chúng ta mặc luôn. Cứ về kiếm thằng này nó sợ quá. Thôi mới chiến đấu này. Bây giờ giáp ta nhiều rồi, không phải sợ bố con thằng nào hết.
cứ hai nhém là chết nhá. Chết nè, chết ra đây cả là chưa cần vội. À, tôi mẹ đánh dấu cái điểm này cái đã. Rồi vào trong cái xác này đông đông đốt. Ôi mẹ cái đéo đây tay à, mẹ chặt tay ngón tay rồi mẹ treo ghê vãi cả nồi. Ui tổ một con rơi này nữa, tông môn nhà mày. Ơ mẹ chọc chiếc rơi này, tông môn nhà mày. Tôi cứ tưởng không chọc được con rơi này chứ, thế đéo nào lại chọc được đấy. Mày dọa ai, mày dọa ai, dọa ai chó này. Mẹ vừa mới vào đã dọa người mẹ. Mẹ phải công nhận cái đoạn đấy mà anh em nào mà yếu tin thì mẹ chuẩn bị sẵn tinh thần mà chơi con game này nhá. Mẹ vào đây là bất thình lình lắm đấy. Chúng ta lại gặp một cái đoạn ở đây rồi, bật trở lên cho sáng nào. Rồi tiếp tục đi vào trong này nào. Chắc là đói rồi, mẹ vừa vào đã đói rồi. Đố gặp đối rồi. Một lần phi trượt là mệt lắm này. Ui đông vậy. Ui mẹ mày có cả con bố con ở đây luôn. Mẹ thằng gầy thằng to, thằng gầy thằng béo. Nào chiến đấu đi. Rồi vào đây, vào hết đây, à, vào hết đây. Con này thì hai thằng gầy này thì hai phi là chết thôi. Hai phi, thằng to này thì phải ba phi này, thằng béo này phải ba phi này. Rồi bây giờ đốt xác bọn này. Anh em thấy sao? Anh em thấy trình độ của tôi chơi kinh không? Mẹ dâm ba mấy thằng thổ dân này mỗi rồi. Mẹ hát đít à, hát đít không là gì với tôi luôn. Kinh lắm. Bốn cái xác tao tao hồ lấy xương. Rồi. À để xem có thức ăn thức cùng gì. Nấu luôn thức ăn này. Đang đói. Ui vậy có vẻ trong kia tối quá nhỉ. Xem hang của mình đi đến đâu rồi. Tối quá, chả nhìn cái gì cả. Ở đây rồi. Có vẻ như hai cái ngã rẽ kia của chúng ta đã chỉ ra một cái đường bên trái và chúng ta đang đi thẳng vào sâu bên trong. Ok. Xương à, cơm thức ăn ăn ngay. Rồi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Chết mẹ thì phải rồi, chết mẹ đáng lòng chưa. Mẹ đống xương này phải bỏ lại thôi. Tiếp tục khám phá nào. Eo ơi thịt dân chết mẹ. Mẹ thịt gan ruột lòi phổi tòi phổi phổi. Rồi chúng ta sẽ khám phá đi men theo những cái tảng đá này xem nó có gì. Ngồi trên này có đường. Một cái hang à, một cái leo, một cái chỗ để leo. Để đấy đã, xuống đây xem có gì không nào. Mở map lên đi soi. Kiểu gì vậy? Gì đấy? Để anh nào anh vừa gào đấy. Thôi, để hãy vào nhau cắt lửa lên. Anh nào vừa gào đấy? Anh bên kia hang à? What the fuck, anh gào bên kia hang à? Có vẻ như là con đường này hết lối đi rồi. Chả có cái đéo gì ở đây cả. Rồi, tôi đã đi một vòng ở trong cái chỗ mẹ nước đây. Và bây giờ chúng ta sẽ đi lên đây, giờ chúng ta sẽ đến cái điểm này. Rồi đã. Tôi phải đánh dấu cái điểm này đã. À đi thôi, lên đây xem có gì nào. Come on baby. Hình như có hai đường à. What the fuck. À, cứ đi bên này cái đã. Như cái kia thì ngay ở dưới thôi. Đi bên này xem có cái gì ở trên này cái đã. Úi dồi, mẹ anh em thấy người tôi xương sẩu cái không? Mẹ đúng là mặc giáp vào có khác. Có vẻ như là trên này chả có cái đéo gì rồi. Ngoài mấy cái chai nước vớ vào vớ vẩn này ra. Mấy cái chai rượu này. Chỉ
chỉ nốt là Molotov. Điều. Rồi. Đi. Đến cái chỗ kia nào. Đây rồi. Xem dưới này có gì nào. Một cái bình gas. Ủa chúng ta tự nhiên tắt đèn vậy, ghê vậy luôn. Tay tiếc kinh không. Ồ và có vẻ như chúng ta đi hết cái hang này rồi. À đâu. Là chúng ta đi hết cái khu này thôi chứ không phải hang. Chúng ta đi. Giờ thì chúng ta sẽ phải quay lại. Ây da. Đây là con đường thứ hai ha. Tôi sẽ đánh dấu nó ở đây ha. Tức là con đường này đã đi rồi. Ok lên nào. Có đường không? Ô trong lại có đường này. What the fuck man, lại chiến đấu rồi. Con gầy à? Con gầy hai nhắm là chết rồi mà. Ai à? Ui, có xin lộn nhào à? Thổ dân trong này còn có cả kỹ năng mẹ lộn nhào của ninja hả? Mẹ con chó này chạy ghê nhở. Mày đứng yên cho xem nào. Đấy, bình tĩnh. Đấy. Mẹ. Chạy như con treo mẹ. Mẹ chiến đấu với mấy con cứ chạy chạy cả này khó khăn phết đùa đâu. Rồi bây giờ cái đường ra đường đây là đường mới vào này. Tôi sẽ đánh dấu là con đường này đi rồi đây. Để đi vật nhanh lên. Đây bây giờ chúng ta sẽ đánh dấu tiếp tục là con đường này. Rồi. Đi từng con đường một. Từng chỗ một, từng khúc một. Chúng ta sẽ khám phá xem ở trong hang này nó có cái gì. Gì dưới kia đây? Chả có cái đéo gì. Vâng, và hang này cũng đã cụt con mẹ nó luôn rồi. Hang này hang cụt anh em ơi. Cái gì đây? Áo gì đây? Áo vừa vặn thôi đi. Mẹ làm ra mà lại làm mấy cái hang cụt này mất thời gian của mình thật. Xem là sao ra khỏi hang thôi. Quay lại chỗ cũ. Hết lá rồi. Ok, hai cái xác chúng ta sang bên này. Đánh dấu cái đã. À chết mẹ, còn quên cái đường này mình đã đi đéo đâu. Rồi, đi ra đây xem nào. Ồ, có vẻ như là đây là một cái đường ra. Ok, đây chính là cái đường ra. Ui, đổ ma mấy con rồi. Mẹ. Tông môn nhà mày. Ma mấy con rời này nó dọa tôi thật sự. Tôi chơi game này không sợ, không sợ gì đâu. Nhưng mà mấy con rơi khi quảng ra nó làm mình bất ngờ ấy. Ma luôn đấy. Rồi, kiếm cái nhà. Xếp cái đã. Rồi, tôi sẽ làm một cái xếp ở đây. Xong chúng ta sẽ quay lại. Đánh dấu là cái hang này là đã vào rồi chứ không là đi. Đi lung tung xong lại thấy cái hang này cứ tưởng là chưa vào lại vào cái hang đi rồi. Mất thời gian lắm. Nên là tôi sẽ phải đánh dấu cái hang này cái đã. Đường vào của một cái hang. Ok. Rồi xếp cái đã. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại. Khám phá tiếp. Xem là cái hang này nó có gì. Rất nhiều chỗ mà chúng ta chưa đi ở trong này nên là tôi không thể nào mà ra ngoài được. Chúng ta cần phải khám phá hết cái hang này. Có vẻ như cái hang này là đường ra đúng không? Đường ra thì chúng ta sẽ không đặt cái này ở đây. Chết mẹ rồi, nhầm. Nhầm lại phá hủy mất cái. Ok. Chúng ta sẽ đây. Ơ mà đúng cái đường này chúng ta chưa đi nhở. Đúng rồi mẹ. Ra nhìn loang ngoang cái mẹ tôi loạn mẹ cả cái đường rồi. Mẹ trong ngày tối dễ lạc đường thật. Chỉ cần cúi xuống này. Chỉ cần cúi xuống đập mấy cái đồ này là quay đi lên. Quay lên cái là đéo biết đường nào luôn. À đây có hai đường à.
đánh dấu tạm đây cái đã, xuống đây xem ở dưới này có gì. Ui, hang này mẹ cái chỗ này sâu vậy. Ui, chỗ này sâu vãi cả nồi. Ui, chạm đất eo ơi, mẹ vừa xuống đã thấy chân trũng rồi, mẹ thịt cháy các kiểu con là đèo. Wow, chúng ta đã đến một cái tồn kho. Lấy cái áo này xem nào. Vâng, đến một cái kho. Kho gì đây? Mẹ có cả sơn sủng luôn. Sợ chưa? Ui, nhiều đồ quá chú. Tha hồ mà uống soda. What the fuck? Ui, tôi có nhặt được cái rìu à? Oh, nice. Chúng ta đã nhặt được cái rìu sắt. Rồi, anh em thấy kinh không? Con rìu này có vẻ nói là rìu khỏe nhất ở trong cái con game này luôn. Chặt cây cũng nhanh à, chém cũng khỏe luôn. À, ở đây có một cái thùng. Đó, chọc vỡ cái thùng này xem. Nhặt mấy cái bảng mạch này chế bom. Chúng ta cần phải nhặt mấy cái bảng mạch này để sau này chúng ta lại có thể chế bom. Xem nào. Thiếu cái đồng hồ. À, lên rồi. Có vẻ như đây là một cái kho mà rất nhiều bom, nên là tôi sẽ đánh dấu cái kho này lại. Rồi, và cuối cùng chúng ta đã lên đây. Và tôi sẽ đánh dấu cái điểm này cái đã. Điểm đánh dấu. Đây, cái lá cờ đánh dấu đây. Để cờ vàng luôn. Tiếp tục đi nào. Đánh dấu. Ơ, thế sao mình lấy lá ở đâu vậy? What the fuck, nãy đang thiếu lá, lên đây có lá luôn. What the hell. Uầy, lại một con đường nữa. Chúng ta sẽ đánh dấu tiếp. À đó, đánh dấu con này chứ. À, đánh dấu bên này là chúng ta đã đi rồi. Xuống đây xem nào. Xem là dưới này có gì nào. Ồ, mẹ tự nhiên cái tiếng ủ đâu rồi. Tối thế cái thằng này. Uầy, thì cái phía trước có vẻ ghê kìa đéo này nha. Tôi sẽ nhắm. Chơi đụ thịt của mình đã hư. Vứt rồi. Đang đói lại thịt hư. Xem nào. Úi dồi ôi, em thấy chưa. Mẹ tôi đã nghi cái đường này nó có nguy hiểm gì đó rồi. Mẹ, tối vế lờ. Đấy xem nào. Rồi. Hình như tôi đã nhìn thấy một cái gì đó. Thật là vãi nồi. Có vẻ như là wow, what the fuck man. Holy shit, chúng ta đã gặp boss. Uầy, một con boss mà phải nói là mẹ gì đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái chân và gì nữa. Đến gần xem nào. Ui, mẹ xác trẻ con này. Hai cái vũ. Gì đấy. Mình ngồi này nó nhìn thấy mình nhỉ, đéo nhìn thấy luôn. What the fuck man, bình tĩnh chị ơi. Bình tĩnh chị gì có vú ơi. Thấy không, mẹ mình 6 chân. 6 chân, 6 tay, 4 quả vú và có cái gì? Có cái gì ở giữa giữa nhỉ? Bim phi nát bím. Phi nát bím nè. Trời đụ. Dơ lên, hát đít không là gì với tôi. À, chúng ta sẽ cùng ngắm, cùng chiêm ngưỡng cái con boss này nào. Có vẻ như là nó có một cái đầu và không có mặt, có ngực nghiếc các kiểu luôn. Mẹ chân này, để có biết đây là chân gì nữa. Nó có móng luôn, what the fuck man. Để hiểu đây là sinh vật gì nữa. Rồi, lấy cái giáp của nó. What the fuck tối. À, một con boss này chết là chúng ta có thể nhặt được cái giáp của nó ở đây. Ok. Đi đây. Trẻ em à. Mấy thằng trẻ con khuyết tật này. Mấy con này nhảy đau lắm này. Rồi. Mày. Úi dồi ôi. Mẹ lắm xác trẻ con thế. Ui. Mấy con này cứ làm mình giật mình nhờ. Giật hết cả mình mày. Là sao? Uống nước cái đã. Làm hộ nước. Làm hơi. Rồi, đi tiếp vào bên trong xem có gì nào.
Vậy vậy như là cái hang này lại là hang cụt mẹ rồi, chả có cái đéo gì ở trong này cả. Để chúng ta sẽ phải quay lại. Cái đéo ở dưới này chỉ có mỗi con boss thôi à? Đây có, à có đường lên, có đường lên em ạ. Có vẻ như đây lại là một dẫn lên một cái hang ở gần đây rồi. Và bây giờ tôi sẽ lên để xếp cái hang này đã, để lần sau tránh nhầm lẫn khi mà đi xuống cái hang này. Rồi, chúng ta lên được cái hang này đây. Tôi sẽ làm cái điểm xếp ở đây đã. Mẹ lại thiếu đồ rồi. Bây giờ là cái lúc mình test diều đây này. Mình test cái diều đây này, khỏe cho anh em. Cầm giáo chọc mãi mới đổ được cái cầm giáo chọc mãi mới được cái cây. Bây giờ chúng ta sẽ cầm cái diều này vung một phát là đi luôn cái cây. Vung một phát là đi luôn cái cây, phải chưa? Diều này có thể nói là mạnh nhất ở trong cái game sinh tồn The Forest này luôn. Chỉ cần có cái diều này thôi là chúng ta có thể chặt cây dễ dàng. Đó, và có thể bỡ đỡ đây. Mẹ tôi sẽ xem cái chỉ số của con này. Đỡ đòn mắc luôn nhá anh em. Đây cái này đỡ đòn có tí rồi này. Sát thương cao, tốc độ cao này. Rồi ôi, con này tốc độ, con này cũng phải nói tốc độ cũng gần ngang cái con diều cứu hộ kia. Rồi, xếp cái đã. Ok, và có vẻ như là một cái hang map của chúng ta đã dẫn đến được ba cái hang. Ok, giờ tôi sẽ đi lại nốt cái điểm còn lại. Ở dưới này vẫn còn một điểm mà tôi chưa đi. Tượt 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 tượt, mẹ hư cấu không? Ngoài đời mà trượt này chắc rách mẹ ra tay, còn đéo ở tay nữa. Mẹ vãi cả game. Mà cái bật lửa này mẹ cháy suốt từ nãy giờ cũng hơi lâu ấy nhở. Nãy giờ mình đi đây này. Mẹ bật lửa trong này là bật lửa vĩnh cửu ấy mà. Thật là vãi nồi. Mẹ bật lửa không bao giờ hết. Rồi chúng ta sẽ quay lại. Đây rồi, tôi sẽ đánh dấu cái điểm này đã. Mẹ lúc thì thiếu lá, bây giờ lại thiếu gỗ, what the hell. Con đường cuối cùng của chúng ta. À vẫn còn một con đường lúc mà đầu mới đầu mình vào nữa. Tôi đã bỏ qua một con đường đấy. Đéo nào. Thì đéo nào. Tôi lại thấy cái mốc ở đây. Ồ, có vẻ như là đây là con đường đầu tiên chúng ta vào mà tôi đã đi. Đây, từ cái hang map tôi đi xuống đây. Tôi đã đánh dấu cái điểm này ở đây và có vẻ như là cái hang này nó đã thông với nhau. Đây có vẻ như là con đường cuối cùng rồi. Ở đây tôi check map xem là vẫn còn một con đường nữa mình chưa đi này. Vẫn còn một con. Để ở đây có một cái cửa đó. Xem trong này có gì. Đây, phải lấy diều sắt này. Đập. Đập cửa, nếu mà đập cửa 3 phát mới nổ à? Xem trong này có gì. What the hell, có một cái dây thừng mà. Phát cả nồi, mỗi dây thừng mà cũng phải chắn. Xem nào. Có vẻ như là có một con đường nữa mà chúng ta chưa đi. Tất cả cái hang này tôi đã đi hết rồi. Còn một con đường ở phía bên phải cái tay nữa. What the fuck man. Ôi giời ơi. Thì mẹ đây chính là cái chỗ mình lấy map mà. Thế là quay lại à. Ôi giời ơi, thế là chúng ta đã khám phá hết cái hang này đấy. Chả còn cái chỗ nào đâu. Có ba cái cửa ra thôi. Ở bên trái thì có hai cái cửa ra chúng ta đã đi rồi. Phía trước đây là chưa đi thì nó lại là cái hang map mà nếu hiểu sao nãy mình nhặt map ở đây mà nó lại không mở map cho mình chỗ này à, khốn nạn nhỉ. Và có vẻ như là chúng ta đã đi xong cái map này đấy. À và có vẻ như chúng ta đã đi xong cái hang này đấy. Bây giờ tôi sẽ lên đây xếp cái đã. What the fuck man, lên đây đã nghe tiếng uầy.
Ngồi thiền. Yeah. Ngồi thiền. Phi mẹ mày vỡ bím. Ngồi. Ôi thôi 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 sao qua đây. Đứa à? Mình thấy đông lắm mà, giết nhiều lắm mà sao có 5 đứa nhỉ? Ok. Xếp cái đã. Mẹ thời khắc nguy hiểm. Ok, và ngày hôm nay của chúng ta đã tìm được một chiếc rìu sắt. Đây, rìu sắt. Và chúng ta đã chiến đấu với boss. Đã chiến đấu với trưởng tộc làng. Chiến đấu với trưởng tộc làng. Và đó, ngày hôm nay của chúng ta đã khám phá được cái hang này. Cái hang này nó đã nối ra được cái đâu? Đã nối ra được 3 cái hang à? Thế sao bây giờ còn mỗi cái này có vẻ như là xa quá nên nó không nhìn thấy. Và đó, ngày hôm nay chúng ta chơi đến đây thôi. Và trong con game này thì vẫn còn rất là nhiều đồ, rất là nhiều hang mà chúng ta chưa đi khám phá. Và tôi sẽ còn tiếp tục chơi con game này. Rất cảm ơn anh em theo dõi đến đây. Chúc anh em có một ngày tốt lành và nhớ thấy hay hãy like, subscribe, chia sẻ ủng hộ tôi nha. Bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. See you again.